Trước tiên á, tôi xin đại diện cho Quang xin lỗi anh chị cũng như xin lỗi bé Hà, để bé Hà một mình suốt một thời gian qua nuôi bé Ken hết sức là vất vả. Cái đó có lỗi một phần của gia đình tôi, mong anh chị cũng thông cảm. Không, tôi không có trách ba cái chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì bé Hà thì nó quyết định là nó nuôi con một mình. Cái mà tôi cảm thấy tôi băn khoăn ở đây á, là cái chuyện này giữa hai đứa đó, nó không có rõ ràng, nó mập mờ, nó như thế nào đó, tôi khó chịu trong người lắm. Anh đang tin gọi cho em nè. Anh có qua liền được không? Tại vì ba mẹ em đang đợi á. Anh có việc bận đột xuất cho nên không qua kịp được. Khi nào anh giải quyết xong việc á, anh sẽ qua liền. Hay, đưa điện thoại cho ba đi, anh nói chuyện với ba. Ba thôi khỏi đi, anh sẽ gọi điện thoại trực tiếp xin lỗi ba sau. Vậy nha. Gọi cho em phải không? Em tới đây nè. À, hay là anh gọi cho nhỏ nào khác đúng không? Cái này là mất dạy đó. Như vậy là sao hả con? Thằng Quang nó này nhỏ hả? Ai? Tại sao cái con nhỏ gọi điện thoại đó là ai hả? Chắc không phải là má của nó. Má nó không thể nào mà hô em được. Nó lừa dối con hả? Sao lại hẹn hò cô gái khác vậy hả? Dạ cái... Nè, có biết anh đang nói chuyện với người lớn không? Tự nhiên điện thoại của anh, sao mất lịch sự vậy? Quang, người lớn nào mà quan trọng tới mức con La con Ngọc dữ vậy? Trước giờ mày chưa bao giờ thấy con lớn tiếng hay là mất kiểm soát như con bé như vậy bao giờ? Dạ không sao đâu cô, lỗi của con. Không sao hết á, em xin lỗi anh Quang. Anh xin lỗi. Tại vì công ty có việc gấp á, mà việc này khá quan trọng, cho nên anh hơi căng thẳng, anh lớn tiếng với em. Con ra ngoài xíu cho mẹ. Không được, giờ Ngọc cũng đã tới rồi, cơm nước cũng đã dọn xong hết rồi, con ăn xong muốn đi đâu thì đi. Nhưng mẹ ơi, con có việc gấp mà mẹ. Việc gấp là việc gì? Nhưng con chào chú. Ủa, có chuyện gì mà đi gấp vậy con? Ba, công ty phát sinh chuyện gấp, bây giờ ba giúp con qua đó giải quyết nha ba. Vậy đó hả? Đi 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 con. Đi mẹ đi ba. Nè Quang, thiệt tình. Ngọc à, thôi chắc là ở công ty có chuyện gì đó thiệt rồi, để cô kêu dọn cơm, cô với con vừa ăn vừa đợi nha. Dạ không sao đâu cô. Con có mang quà mừng nhà mới qua cho cô nè. Cảm ơn con nha. Thôi vô ăn cơm với cô. Dạ. Thiệt, ban đêm ban hôm mà cha con tôi cùng tới đây làm phiền anh chị quá. Dạ không sao. Dạ mời anh uống nước ạ. Dạ cảm ơn chị. Trước tiên á, tôi xin đại diện cho Quang xin lỗi anh chị cũng như xin lỗi bé Hà, để bé Hà một mình suốt một thời gian qua nuôi bé Ken hết sức là vất vả. Cái đó có lỗi một phần của gia đình tôi, mong anh chị cũng thông cảm. Không, tôi không có trách ba cái chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì bé Hà thì nó quyết định là nó nuôi con một mình. Cái mà tôi cảm thấy tôi băn khoăn ở đây á, là cái chuyện này giữa hai đứa đó, nó không có rõ ràng, nó mập mờ, nó như thế nào đó, tôi khó chịu trong người lắm. Còn đó, cái tiếng cô gái trong điện thoại là ai vậy hả? Cô không thể chấp nhận được con gái của cô trong chuyện tình cảm á, mập mờ lấp lờ như vậy. Dạ hôm nay xin phép anh chị cho tôi giải thích cho nó rõ ràng. Tôi cũng có hai đứa con gái, thành thử tôi rất hiểu tâm trạng của anh chị. Thứ nhất là cái chuyện cái tiếng của cô gái trong điện thoại hồi nãy, đó là của bé Ngọc, là con gái của bạn tôi. Sự thật mà nói thì bé Ngọc rất có tình cảm với thằng Quang. Nhưng mà thằng Quang nhà tôi từ trước tới giờ đó, cái tính đó, tình cảm rõ ràng lắm. Lúc nào nó cũng coi bé Ngọc như bạn bè thôi. Còn về chuyện của Quang với Hà, tôi cũng có lỗi một phần vì chưa công bố cho gia đình biết chuyện này. Nhưng hôm nay tôi về tôi sẽ bàn với gia đình, sẽ lo chuyện cưới hỏi cho hai đứa. Không biết ý kiến của anh chị thế nào? Chúng tôi thì không có gấp gáp cái chuyện cưới xin ở đây, để cho hai đứa nó tự quyết định. Cái quan trọng tôi cần là cần cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Tôi hiểu mà. Nếu mà chuyện tình cảm không rõ ràng thì người con gái chịu thiệt thòi đầu tiên. Chính xác. Dạ con thật sự xin lỗi cô chú và Hà.
trong thời gian vừa qua đã khiến cho cô chú và Hà lo lắng. Nhưng con hứa con sẽ chăm sóc thật tốt cho Hà và Ken. Cô chú cứ tin tưởng giao ở con sẽ không làm cho cô chú thất vọng đâu. Ngày cháu với ông nói như vậy á, chúng tôi cũng yên tâm và tin tưởng một phần nào. Cũng rất là xin lỗi anh đã phải lặn lội đường xá xa xôi, đêm hôm khuya khoắt đến đây để mà gặp chúng tôi. Có gì đâu, đi lo chuyện gia đình cho con cái, tôi vui còn không hết. Có gì đâu buồn phiền. Xin phép anh chị tôi về trước, thì sáng mai tôi còn phải dậy sớm lo cái tiệm bánh mì nữa. Dạ. Thôi rồi, chào ông anh. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, con chào bác. Dạ, thưa cô chú, ông về. Anh đưa bác về cẩn thận nha. Anh biết rồi. Mắc mớ gì đó lông nheo. Vợ chồng đến nơi mà mắc mớ gì đó lông nheo. Cái thằng này cái mặt nó gian lắm, nó trùng giỡn đâu. Cái ông này thiệt tình. Tôi thấy nha, gia đình bên đó cũng tử tế đó ông. Còn nhà mình á, nó làm dâu bên đó tôi cũng thấy yên tâm lắm đó. Không, chưa yên tâm. Khi nào mà mọi chuyện nó đâu vào đó đó, con bé này nó bị bệnh nó làm dâu, lúc đó mới là yên tâm. Con xin lỗi mẹ với ba nha. Con nhỏ này, lỗi phải gì chứ. Mẹ không lo cho con á, thì lo cho ai hả? Thôi mẹ vô nghỉ ngơi sớm đi nha. Con đi ngủ đi, tranh thủ ngủ sớm nha.